Dạ, xin chào ba vị ngôi sao truyền cảm hứng ngày hôm nay và tất cả mọi người ở trong khán đài ngày hôm nay. Mong muốn sau chương trình mình sẽ truyền đam mê cho những bạn mà đang có ước mơ nhảy, hãy cùng tham gia chương trình. Vì thực sự mình thấy chương trình rất là vui luôn á, nên là mọi người cứ tự tin là tham gia nhé. Bạn có muốn được tự do tài chính với thị trường chứng khoán, một kênh đầu tư hấp dẫn? Bắt đầu đầu tư ngay hôm nay chỉ với 500.000 đồng. Với 3 phút đăng ký để có ngay tài khoản giao dịch tại Kiss Việt Nam. Kiss Việt Nam có công ty mẹ là tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Phí giao dịch lãi suất hấp dẫn, đội ngũ tư vấn tận tình. Chứng khoán Kiss, two friend cùng bạn đầu tư thành công. Đầu tiên cảm xúc của em là rất là vui khi mà được tham gia chương trình. Còn cảm xúc thứ hai của em là cảm thấy tiếc vì em không có được vô sau vòng năm, tại em đã chuẩn bị vòng năm một cách là kỹ càng với lại bùng nổ. Nhưng mà không sao, em mong là mọi người khi mà ai được vào vòng năm thì sẽ thể hiện hết sức và hoàn thành tốt công ty của mình.